gì đó. Thế Nào, thế bây thôi. giờ bác Thanh hỏi để phản xạ những câu các con đã học nha. Các con đã ôn đến đâu rồi? Nhưng mà quan ôn, nhưng mà bài nào cơ? Bài các câu giao tiếp ấy. Bây giờ cô hỏi nhá, xem các con còn nhớ không nhá. Cô hỏi Na trước này, bởi vì cô sẽ hỏi nhá. Đừng đến muộn ngày mai. Don't be late tomorrow. Chiếc xe đó có mới không? That con you? Đây có phải áo khoác của bạn không? Is Nhanh this lên. Đồ ăn nhẹ này là của họ. It's like a bear's. Bạn có thích bánh mì kẹp xúc xích không? Would Hot dogs, con để S ta. Hot dogs. like hot Bạn làm nghề dogs? gì? Bút chì này của tôi. What do you Bút do? chì này. Bút chì này là của tôi. Is my pencil? This It's pen. pencil. Why? This Please. pencil is mine. This Đúng rồi. Anh ấy không nói được tiếng Anh. pencil is mine. He speaks fantastic À, thì can't. Con bật nhớ âm, bật âm tờ nhá. Can't. là Bật can't. He can't speak English. Con phải bật âm đấy ra để phân biệt giữa tôi có thể và không thể nhé. Nếu như mình đọc là can không thì nó lại là có thể, nhưng mà can't. À, bật âm. mà Can't. He can't speak English. đây 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 Nào, bà bảo ơi, để là cho bạn mẹ Nana đọc con. Những cái gì đây? mẹ Những cái gì mẹ đây? mẹ 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 Những cái gì đây? mẹ Những mẹ cái số nhiều. What tí nhỉ? What? What are these? What What are are these? What are these? there? What are these? What are Đọc lại nào nha. these? What are these? What are these? Rồi đến lượt bà Bảo nhé. What Anh ấy có chơi bóng đá không? Bà Bảo. are Đọc rõ ra con. Da phải có S. Does he play Does. Để S à? football? Does. Does he play football? Does he Đây không phải của tôi. play football? This is. It Đẩy S ra. did not This is come. not mine. It is Đúng rồi. Còn cậu, bộ phim này thú vị thật. Bộ phim này thú vị This thật. music, it's interesting. Đọc đây con. This movie is interesting. Để S ra con. This movie is interesting. This movie is interesting. Nào, đọc. Bảo bảo tập trung con. This, để S ra. This movie is. Nhá, đọc thật chậm nhé. Chỗ nào có S con xì nó ra nhé. This movie is interesting. Nào, this, để S ra này. This movie is interest, để S à. Interest. Interest, để S à. Interesting. Nào bây giờ nhá, chúng mình cùng tập thật chậm nhưng mà phải để S ra nhá. Bà bảo đừng làm việc riêng con ơi. Nào để S cùng cô nhá. This. This. This Movie is. movie
Đẩy S ra con. Gì đó ta? Is. Đúng rồi. Nha. This movie is interesting. Đẩy S nhá. Chỗ nào xì hơi con phải xì nó ra nhá. This. Nào. This. Movie is interest. Đẩy S ra. Interest. Con phải nhớ là đẩy S ra. Interesting. Nan đọc thử nào. Interesting. This movie is interesting. This. This movie is Nào, Nan cùng đọc với bác nhá. This, để ép à. This movie interesting. is This nhìn miệng mắt hai này. movie This để ép này. Đè miệng is xì ra này. This movie is interesting. interesting. Interest, con nhớ phải đẩy S nhé. Interest, interest. Đúng rồi, interesting. Interest. This movie is interesting. Interesting. Rồi, bà bảo thử nào. This movie is interesting. Movie Rồi, gần được rồi. Cố gắng luyện cho âm S nhiều interesting. vào nhé. Bà bảo nhé. Nào, bây giờ tôi biết tên anh ấy. Tôi biết tên anh ấy. I know. Tôi biết tên anh ấy. His name. Đúng rồi, I know his name. Nhớ xì hơi ta. I His, know his. Để ép ta. His. His. name. I know his His. name. I know his name. I Đúng rồi. know his David nói name. tiếng Nhật tốt. David. David speaks. David speaks. David speaks. Speaks. David. David speaks. David. Japanese. Wow. David David. speaks Về. Japanese well. Bác thay nghe cho con uống Con đi uống nước đi. nước. Con đi Nào, uống bà bảo ơi. David. nước. Nào, bà bảo tập trung nào. David. 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 Bật âm đờ ra nha. David. 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 Maybe. Speaks. David. Speaks. Speak. Japanese well. Japanese well. Đúng rồi, David speaks Japanese well. Cái này là gì? What's Cái này nó chỉ là một cái thôi. Cái này là that? this. What is it? What's What is this? What is it? this? What is this? What is this? What Đẩy S ra. This. is Được chưa? Tiếp nhá. it? Tôi đang bận. Tôi đang bận. I'm busy now. Không phải ăn bu gì đâu. I'm busy Bà now. bảo chuyên gia bu gì nhỉ? Mình nói là ăn bi gì nhá. Busy. Nhạc này hay. Vì con kiến nó hay Nhạc này hay. Bà bu bảo. lên chị, Bà bảo tập trung nào. nhưng Nhạc này mà hay. nãy giờ ra Bà Nana nói đọc là trước con trước đấy rồi. Bây giờ đến lượt con mà. nhưng mà nãy giờ nói coi không nghe được bác nói cái gì hết. Thế thì các bạn phải giữ trật tự nhá. Vâng. Nào bây giờ bà bảo nhạc này hay. Nói nào con. This movie Rồi. good. Chiếc xe Không nào là của chúng tôi? Chiếc xe nào là của chúng tôi? What? Đọc lại nào con. What cards are Which? Which? there? Bật âm chờ ta. Which Which? Which cards? car is ours? Which car is ours?
là sao à? Nhưng em còn nhớ đâu. Thế hai bạn có đang muốn nói chuyện với nhau thì để mà bác Thanh dừng lại cho các con nói chuyện tiếp vậy. No. No đúng không? Thế thì chúng ta tập trung nhá. Camera này là của anh ấy. This camera Bà bảo hãy cố gắng luyện cái âm S nhá. Tại vì có thể âm S của con nó hơi yếu một tí, đâm ra con phải tập âm S nhiều một chút xíu nhá. Những cái từ nào có âm S ấy, con cố gắng chậm lại xong con xì nó ra. Đừng đọc nhanh, đọc chậm thôi nhưng mà đủ đủ âm, đủ đủ cả các cái âm của nó ra là được, để cho nó tròn âm rõ nghĩa hơn. Rồi, đây có phải từ điển không? Đây có phải từ điển không? Chỗ này học chưa nhỉ con nhỉ? Học rồi đúng không? Ừ. Đây có phải từ điển không? Ở nhà các bạn có nghe không? Có nghe cái nghe nghe cái phần này không? Các bạn có luyện nghe không nhỉ? Các bạn ở nhà phải chịu khó nghe nhá. Cô đã gửi file cho các bạn rồi, các bạn tập trung, các bạn mở file lên nghe nhá. Nhưng Được mà ở không? trên đấy là file YouTube. Ừ đúng rồi, file YouTube đấy. Đồ già lồ lắm. Được không? Nhưng Chúng mà mình phải nghe nhá. à, Nào. con này là đầu tiên mình vào Zalo. Nè, cả cái tuần Nào, này. thế bây giờ bác Thanh hỏi nhá. Đây có phải từ điển không thì nói nào nhỉ? Is this a dictionary? Đấy. Is this a dictionary? Is it a dictionary? Rồi, chúng ta sẽ ôn từ bắt đầu câu 20 nhé. Nghe và nhại theo tác giả nhé. Để cho các bạn nhớ hơn nhé. Ông mình học rồi mà. Ừ, hai Học mẹ con mình rồi. học Nhưng rồi mà thì các ôn lại. bạn quên đúng không? Na cũng quên thành chị này nhỉ. Đấy chị. Con người luôn Hay uống này. Sao ạ? Đây rồi. Don't be led to modern. Yeah. Cái gì đấy bà nội? 98 rồi đấy. 28 rồi. À, mình năm vui. Đây nha. Từ câu này có các bạn cùng nghe nha. Which car is ours? Which Máy ảnh car? này là của anh ấy. This camera This is camera is his. his. Đấy, các bạn nhớ đẩy âm S ra nhé. This camera is his. Is his. Đúng không? This. Này, đẩy S này. This camera is his. This camera is his. Camera is Đẩy S ra bà bảo. This. Đẩy S ra này. This. Đẩy S ra. This. Camera is his. This camera is his. his. Đúng rồi. Na na nào. This camera is his. This camera is his. Okay. This camera is his. This camera is his. Đây có phải là từ điển không? Is this Is this a dictionary? Các bạn không đọc nhé. It Is this a dictionary? the Is để ép ta. Is this nào, các bạn cùng đọc nào. Bà bảo con hãy bỏ đồ chơi ra khỏi tay đi con. đâu cũng phải chơi chơi đâu con đánh người Thế đi thì con không làm việc riêng nữa. Is đi this sir? Is this this sir? is Is this a dictionary? the dictionary Đúng rồi. Bạn Na đọc trước nào. Is this a dictionary? this is Đúng the rồi, dictionary nào đến nơi nào. Bà it bảo nào. this Is this sir? Is it Đúng rồi. Tiếp nha. dictionary? This a dictionary? Đấy, còn cái đoạn Hai này ngữ điệu nó lại đi lên nhá. Is this a dictionary? từ Is rồi. this a Nhau đi. dictionary?
Đúng rồi, một Yeah. cái là is this the dictionary, là xuống giọng là nary đúng không, một cái là nary Có đúng không, N có is neo. this the dictionary, is this Có the dictionary, N. Cô ơi, có N có neo à cô? dictionary, dictionary Dictionary. Còn là cái từ nếu điển không á. đổi âm neo gì à cô? Nếu mà không đổi âm thì là is this a dictionary, nếu không đổi âm Neo thì cái này này nó sẽ không nối lại is this is this nữa, cái này là ba âm nối nhá. Còn is this này là nối là is this đúng không, neo sờ này là nối ở chỗ đoạn này neo này, cái chỗ đoạn sờ này là ơ này, với chữ s này is này, chữ a này này, là chữ ơ này nối với chữ s này nó thành chữ sờ này. sao Còn cái này con này hỏi là tốt, không đổi ờ âm thì dictionary hay hay dictionary gì cái này không có nối âm gì con, cái dictionary này là nó không có nối âm gì cả, nó chính trọng âm nó sẽ nơi nó sẽ rơi vào từ dict là trọng âm dict, còn dictionary là trọng âm không nhấn trọng âm thì nó gọi là dict nó nhấn lên dictionary, dictionary thì nhân cái từ dict lên và đây. đọc nhấn mạnh lên dict, còn dictionary là đọc nhỏ thôi và yếu thôi, và nó thêm dấu huyền vào cô là dictionary đúng không. Is this a dictionary? Còn nối âm thì nó là ở cái câu này này. Is this này? Thì nó là đọc. Đáng nhẽ là is this, đúng không? Đáng nhẽ nếu không nối âm này, các bạn sẽ nhìn này. Is là một này. This là hai này. Đúng không? Is this a dictionary? Đúng không? Thế còn nếu mà nối âm này, thì nó sẽ là cái chỗ S này này, nối với chữ this này, thì nó là is this, đúng không? Đọc là is this. Và cái chỗ S này tiếp lại nối với chữ âm ơ là is this sir, đúng không? Is this sir? Is this a dictionary? Đấy, thì nó là sẽ nối âm như vậy nhá. Is this a dictionary? Đó là công ty của chúng tôi. That is our company. Bạn nào phát hiện nối âm ở chỗ đoạn này nào? Dao. Dao. Làm gì có dao? Theo con D-O. thì nối âm chỗ nào? Người ta đọc là that is our company. Chỗ này ạ. Cái chỗ này này, Ô chỗ nhìn nào, theo chữ con chữ ở chuột chữ của nào, chữ con nào đây với chữ này nào? là cái Chữ chữ nào O-U-R. với Con chữ nào? nào nhìn Đúng con rồi, cái chữ S này chuột này nối với chữ R đúng không? của Our là nó nối với chữ S này nó thành chữ sour đúng không? Thế còn nối còn từ nào nối nữa không con? con không ạ? Sao con That chuột is, là có cái đi gì? that is cái âm này này, âm T này. Đúng không? Đáng nghĩa là that is đúng không? Đọc là that is nhưng mà người ta đã đọc là that is, bởi vì âm T này để đứng chữa hai giữa âm A và âm I này nó bị biến đổi để âm D và nối luôn vào chữ I và là thành that is. That is. Được chưa ạ? Bà Bảo ơi, Nana, cái này sẽ nối vào là that is nhá. Daddy. Nghĩa là that is đúng không? That is nhưng mà mình sẽ nối âm là that is. That is âm này âm tờ thì biến đổi thành âm đờ là that is. Xong tiếp theo này, are nối với chữ s này nó sẽ nối âm lại với nhau thành chữ rào. Vậy thì nó là what did thou, what did thou company. What is Đúng rồi. a company? Và đây là công ty của That chúng is tôi, our à đó là công company. ty của chúng tôi nhá. Các bạn phải nhớ nghĩa nhá. That is our company. Lúc đó Alex không đói. Alex wasn't hungry then. Company. Nào, cái What đoạn này đọc như nào nhở? Các bạn ơi. companies? Theo các bạn thì cái này cần lưu ý cái gì? What? Có âm S này. Các bạn để ý âm S này. Alex, đúng không? Alex. Alex. Để S à? Alex. Alex. Was Wasn't. wasn't. Hungry then, then để đầu lưỡi này, then, then. Alex wasn't hungry then. Alex, đẩy S ra. Alex, xì hơi ta. Alex wasn't, đẩy S ra. Wasn't hungry then. Gì? Alex wasn't hungry Không. then. Alex Ừ. Nhớ để S nhá, bà Bảo nhá. Alex wasn't hungry then.
Đọc lại lần nữa nhá. Alex wasn't hungry then. Alex was hungry. Nếu mà con muốn xì hơi ấy, thì đừng mở răng ra quá. Nếu mà Alex xong con há miệng ra ấy, thì nó không xì được hở mép đâu. Con phải hai cái răng nó hơi khép lại và miệng xòe sang hai bên và xì nó ra như con rắn ấy. Alex, đúng không? Alex. Giống như xì xì té em bé. Thế còn nếu mà mình há mồm ra là không thể nào được, đúng không? Nếu như mà con há cái răng của con rộng ra một tí là con sẽ xì con rất là khó và nó không ra được âm ếch đấy, đúng không? Nếu như con xì té em bé thì con há răng ra con có xì được không? Không, đúng không? Con phải khép răng lại sang bè miệng sang hai bên và xì nó ra, thì lúc con xì té em bé cũng thế, đúng không? Thế còn nếu mà con há răng cái là tự nhiên con không xì được đâu, vậy thì nó phải là Alex khép cái răng lại và xì nó ra, bè cái miệng sang hai bên và xì hơi ra. Alex wasn't hungry then. Alex wasn't hungry then. Hungry then. Then. Đúng rồi. Alex wasn't hungry then. Alex was the hungriest. Rồi, tốt rồi đấy. Nào đến bà bảo nào. Alex was hungry then. À, cái miệng của lúc mà Alex của con ấy nó bị răng nó bị há ra á, thành ra là nó không xì được hơi. Con phải khép cái răng lại và bè miệng sang hai bên, căng miệng sang hai bên nhá. Alex. Đúng rồi. Alex. Khép cái răng lại và bè miệng sang hai bên thì lúc đấy con mới xì được. Còn nếu mà con hạ, con đọc lại đi. Con đọc lại nào. Alex. Alex. Đúng rồi. Hungry then. Đúng rồi. Hãy cố gắng nhé. Khi mà kết thúc của cái âm đấy là âm S thì con phải là khép cái răng lại và bắt đầu con bè miệng sang hai bên, con xì nó ra nhé. Alex. Đấy. Những cái âm nào âm S của bà Bảo ấy thì bà Bảo nhớ một điều là gì? Cứ đến cái âm S con chậm lại một nhịp xong con xì nó ra. Được không? Mới đầu tập ấy, tập chậm thôi. Cứ âm nào yếu thì con tập con chậm lại để con chỉnh. Alex. Đấy, xì ra. Alex wasn't. Đúng không? Wasn't. Wasn't. Đúng không? Wasn't hungry then. Alex wasn't hungry then. Sau này những câu sau nó còn xuất hiện âm S rất là nhiều. Thế đâm ra là hãy tập xì hơi thật nhiều cho cô nhá. Bà Bảo nhá. Nana thì có thể là âm S của Nana nó khỏe hơn. Đâm ra là nghe nó rõ hơn. Thì bà Bảo tập âm S dần đi nhá. Alex wasn't hungry then. Alex wasn't hungry then. Cô ấy không chạy nhanh được. Còn chưa học ấy. She cannot run fast. Cô này chưa học đúng không? Cô ấy không chạy nhanh được. Các bạn nhìn này. She. Âm S này là âm SH. Ngoắc đít dài của trong IPA nhá. Thế thì mình sẽ là she. Đúng như là mình nói ai đó nói nhỏ ấy. Mình xịt xịt ra ấy. Môi mình chu lên này. Khẩu hình của nó là môi chu ra này. Và xì hơi này. She. She. Giống như âm đây. Cannot run he fast. Cannot run fast. Fast. The S à? Fast. Fast. She cannot run fast. She. Chu môi nha. She cannot run. She cannot run fast. She cannot run fast. Okay. Nana nào. She cannot run fast. She can't not run fast. Run fast. She cannot run fast. Tiếp nha. She cannot run fast. She cannot run fast. She cannot run fast. Đây có phải là vở của bạn không? Is this your notebook? Is this? Is this? Is this? Mình sẽ nối âm này. Is this? Đúng không? Is this your notebook? Is this your notebook? Is this your notebook? Is this your notebook?
Book. Có âm khờ không đấy? Book. Book. Nào 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 nào. Is this your notebook? Is this your Đúng rồi. Is this, đẩy S à? Is this, Is your notebook? Is this your notebook? your Đúng rồi. notebook? This your notebook? Cái này là lên giọng nhá. Is this your notebook? Nào các bạn cùng tập trung nào. Is this your notebook? Is this your notebook? Ngữ điệu đi lên nhá. Is this your notebook? Cái ngữ điệu này nó cảm xúc nó giống như kiểu như là mình đang kiểu nghi ngờ ấy. Is this your notebook? Tập đi các bạn ơi. Is this your notebook? Họ là người Đức. They're German. Ok, cái đây là họ là người Đức đúng không? Là người người Đức ấy. Đức con nhớ bác gì ở bên Đức không? Nhà mình không? Đấy. Mà hay gửi áo cho bà Bảo đấy. Có cái con ngựa Bonnie và lấp lánh ấy. Con nhớ không? Đấy, người Đức nhá thì là À, German. con đấy, bác ấy German. còn gửi cho con một cái quần pony còn vuốt được, đúng Đấy, đúng rồi. Này, bây giờ thì chúng ta cùng không? tập Còn nhá. nhưng Lưỡi này. bác ấy The này. con ở There. Đức, bác ở There. There. Nào các bạn cùng tập nào. There. Lưỡi đây này. There. là They're cái con German. sẽ phát ra. German. Chu môi cái của âm D3 nhá. German. German, German. They're German, German. German, the German, Đúng rồi. They're German. the Tốt. German, Bạn Nana nào. They're German. the German. Rồi. Hôm nay chúng ta sẽ học đến câu này nhá. Và ban ngày các bạn không phải đi học, vẫn đang nghỉ hè, thì hãy bật cái này lên để nghe nhá. Và nhại theo tác giả nhé các con. Con nghỉ ở nhà đâu, con nghỉ ở dưới nhà cô Thanh mà. Thế à? Nhưng mà cô Thanh Con có có đâu nghỉ ở nhà đâu, con vừa về đấy. tối nay các bạn rảnh các bạn nghe đi. Bật mic lên nhại theo đi. Nhại theo hai chế độ nhá. Hai ngữ điệu khác nhau Con nhá. Một cái nối âm và một cái không nối âm nhá. Được không? anh em gặp đi. Ok. Bà Bảo. Cô không thấy con nâng tưng nút Ok, thôi các bạn nghỉ ngơi nhá. Bye bye, các bạn ôn bài ngày mai nhá. bây giờ con nộp bài chưa? Nộp bài nhá thì càng tốt. Cô rất khuyến khích các bạn nộp bài. Ơi. Con đọc sai, Có chuyện sao mà con bây giờ tua cái nhanh đi, cho nó nhanh đi. thôi bây giờ hết giờ rồi, chúng ta nghỉ nhá. Bye bye các bạn. Tự nhiên.